Mẹ mua bánh cho con. Mua bánh nữa hả? Tiền đâu mẹ mua? Mua bánh cho con đi mà. Đi học rồi đi về chứ sao mua bánh? Mẹ hết tiền rồi. Mua bánh cho con. Mua bánh cho con hả? Con ăn bánh gì? Bánh rau. Bánh rau hả? Trời ơi, chào ông bà cô chú cái. Bánh gì? Bà cô chú ơi. Bánh ra cho mẹ. Hello, Ngọc Diệu Vlog xin chào cả nhà. Em chào các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn ở xem kênh của Ngọc Diệu Vlog. Cả nhà ơi, con nào đi học về. Chuột à, coi chừng xe. Chuột. Con có biết xe không? Coi cái mặt kìa, coi cái mặt kìa. Con đi ở đâu? Đi đàng hoàng. Đi bên đây. Đi đàng hoàng, đi sát vô, con đi mép bên lề đi. Giờ con mua tiệm ở đâu? Đi kia. Con đi tiệm ở đâu? Bán nước. Đi tiệm đàng quán nước hả? Đó, giờ nó về nó đi tiệm. Nó quải cặp nó đi tiệm mà đâu mà cô chú. Chạy coi chừng té, chạy coi chừng té đó. Đi đàng hoàng. Con đi đâu hả? Đi mua bánh. Con đi tiệm mua bánh hả? Rồi. Trời ơi, nó đi học về phải bắt nó đất đi bữa nay để đòi ăn bánh. Em nói cho cả nhà nghe, ngày nào, ngày nào nó cũng vậy hết trơn á. Ngày nào đi học về xe sát vô con. Ngày nào đi học về á, em nói với cả nhà hả? Đi dài dài về, mẹ ơi mua bánh con đi. Bánh xe đắt xe. Đưa tay đây mẹ dắt. Ừ, đưa tay đây mẹ dắt. Qua lộ á, qua lộ xe đó, qua lộ mình phải đi từ từ. Đó. Không phải. Ừ. Ủa, đi đâu vậy? Đi qua lộ. Đi đâu xe kìa, thấy xe không? Con đi con phải dầm xe chứ. Nói cho cả nhà nghe hả, đi. Ủa? Hả? Mua bánh không phải đi mua cháo. À, mua bánh chứ phải đi mua cháo. Vậy con có đi mua cháo không? Đi. Có ăn cháo không? Con cháo con nghe ngoại ăn với con nói à. Hả? À, ăn cháo không ăn rồi, không ăn thì thôi, nó không ăn cháo xe. Nó không ăn cháo để nó ói hả? Rồi nó xạo, nó không muốn ăn, cái nó nói ăn cháo để nó ói hả? Xác vô. Đó, giờ đi tới tiệm mua bánh. Ơi. Ê, đi tiệm mua gì vậy? Cái đó là cái gì? Con đòi mua bánh rồi sao con đòi mua cái đó? Con đòi mua bánh rồi, mua cái gì? Thôi chứ nó không mua đâu. Cháu mua đi mẹ. Hả? Cháu mua đi hả? Ủa cô, chứ nó chiếc đó, về con đâu có kẹo đâu. Kẹo trong đây gì? Bây giờ mua một chiếc đó hả gì? Đúng. Trả lại cho cô đi. Hả? Ờ, trả lại cho cô đi, đúng rồi. Trả lại đi, không mua đâu, con mua cái khác đi. Mua bánh ăn thôi. Cô để đi thôi, cô bỏ vô. Rồi con ăn bánh nào? Kìa bánh rau bên đây nè. Bánh rau đây nè. Rồi nó đi vô tới dòng tiệm luôn. Từ từ để cô lấy cho con. Thôi, mình đưa lấy rồi. Cảm ơn nha. Từ từ để cô lấy, Cô lấy hả? Dây dài hả? Sao có không có dây cục hả? Dây dài gì đó nhỉ? Mua dây cục hả con? Trời ơi, mua cái dây dài vậy là bao nhiêu? Dây dài đó là nhiêu? 10.000. Dây tới 10.000 hả? Thôi mua kẹo cục thôi, mua cục thôi chú ơi. Con mua cho con kẹo dài. Thôi kẹo dài con về con ăn không hết con bỏ. Thôi lấy cục thôi. Để lại cho cô đi, con gửi lại cho cô đi. Con nói con gửi đi lấy kẹo cục bên kia kìa. Cô chỉ kẹo cục bên kia qua kia lấy kẹo cục. Trời ơi, nó còn đòi phải dài. Đi qua bên kia. Con ăn bánh. Rồi ăn bánh đó hả vậy? Rồi lấy một cái qua kia lấy kẹo cục đi. Kẹo cục đâu? Kẹo cục bên kia kìa. Kẹo cục đây. Kẹo cục bên kia mùa. Trời ơi, đi mỗi lần không biết nhiêu tiền à. Từ từ. Đúng rồi, nó đi lần. Mẹ ơi. Cái gì, con mua cái này thôi, cái này. Điện thoại á, tôi cái điện thoại. Điện thoại đó hả? Điện thoại gì? Điện thoại gì vậy? Em bao nhiêu nhà mà em nhậu Pikachu á. À, điện thoại đó Pikachu hả? Cái này nó đồ chơi, thế này nó có gì không em? Đó, lên có nhạc. À, có biên có nhạc hả? Có chơi biên có nhạc. Trời ơi. Bao nhiêu nhà ơi, em nhậu con này nhiêu? 70. 70. 70. Nó tự cái giá là 70. Thôi, một cái thôi. Rồi kìa, sách đổi ngủ. Kẹo hùng rác nữa hả? Đúng rồi, cô ăn kẹo hùng rác. Thôi đi, bây giờ con phải bỏ lại cho con ôm hai ba thứ như vậy là mẹ bỏ con lại đó. Tao hai nhiều mà. Cái thùng trong đó có kẹo nữa vậy em, cái trong thùng rác đó chị. Đó. Có kẹo. Bây giờ con lấy cái nào, con lấy một thứ à. Con lấy. Bây giờ con miễn con lấy thùng rác thì con bỏ con Pikachu lại. Lấy cái nào? Hả? Lẹ đi cô, hồi cô đuổi về luôn, cô không bán đó. Lấy cái nào?
kẹo thùng rác thì bỏ con Pikachu lại. Ba, con mua đủ thứ. Con mua đủ thứ, tiền đâu mà mua đủ thứ. Rồi mua đủ thứ. Thì không, không có mua kẹo của ba. Có kẹo không ba, có kẹo. Không, bây giờ không có mua kẹo của ba. Miễn con mua kẹo thùng rác rồi là không mua kẹo nữa, bỏ vô. Bỏ nhiêu được bỏ chưa? Vô. Tính tiền được chưa? Tính tiền được chưa? Con kẹo thùng rác bỏ vô. À. Không. Cái này gì? Cái kẹo Pikachu đó nhiêu? Kẹo Pikachu. Pikachu đó nhiêu? 25.000. Kẹo Pikachu đó 25.000 là kẹo thùng rác. Thùng rác 5.000. Thùng rác 5.000 hả? Rồi thôi. Cái gì mà nhiều dữ vậy? Hả? Con mua cái gì mà nhiều dữ vậy? Vậy là không có lấy kẹo Pikachu đúng không? Lấy không? Nhiều dữ vậy? Ừ, bỏ nó lại lấy thùng ra lấy kẹo Pikachu nữa đi. Là được rồi, về nhà Pikachu có đèn chơi hả? Đó, chơi lên nhạc lên. Chơi sao đâu, chơi sao đâu, bấm cho nó coi coi cho nó. Cho cô coi coi. Cho cô coi chơi coi. Lấy con này nó mới hơn không? Con đó nó nguội không? Lấy con này nè. Nó mới rút ở trong bao ra mà. Thì mà thấy con đó nó mới. À, mà thấy nó con đó nó nguội quá. À vậy là mất phải bỏ pin vô không? Mình bỏ pin vô. Đây. Thôi con đừng lấy cái đó nữa. Nãy cũng mất cái bộ nữa nè. Cái đó là cái gì? Thôi. Hôm qua nó lên được đâu. Không có đòi lung tung, để cô gắn pin cho chuột. Coi cái mặt. Cái mặt mà được bánh rồi, cái mặt được bánh cho vui rồi kìa. Cái mặt được bánh được vui tí ra. Rồi thì gọi điện cho cha đi, kêu cha ra rước. Rồi đưa cho cô quả bịch đi. Dạ, dạ đúng rồi, vô tốt. Rồi. Rồi đưa cho cô bỏ bịch. Bánh ăn nè. Chuối. Chuối cho chuối ông vô vô chặt cho chuối. Chuối. Nè lấy tiền trả cho con. Cho con về. Con rút vào một tờ, rút một tờ trên, rút tờ xanh nè, rút tờ xanh trả cho cô. Rút một tờ xanh ở trên này nè, rút tờ đó đó. Rút tiền của mẹ rồi. Cô đâu? Cô đâu rồi ta? Cô kìa, ông mua được bánh rồi, ông nhảy tí ra tí tận rồi kìa. Cha ra rước cho con. Ờ, cha rước con, điện cha rước con rồi đó. Rước con cha. Trời, chùa có điện thoại, chụp điện rước, kêu cha rước rồi. Đi vô, xe. Rồi cha có rước không? Dạ. Đâu cầm gọi coi. Hả? Ai gọi gì? Ai gọi vậy? Ai gọi vậy? Trời ơi trời. Cha Đinh rước con trai. Trời ơi, cha Đinh rước con trai. Rồi cha có rước không? Cha nói sao? Dạ. Cha có rước hả? Vậy đứng đây đợi cha rước đi. Đợi cha rước. Vậy là chuột, chuột đứng đây chuột đợi cha rước đi nha. Dạ. 33. Ở đây có kẹo con ong nữa nè, kẹo con gì nè, chuột, kẹo con gì nè, kẹo con gì đó. Thôi mua nhiêu thôi, mai mốt không mua nữa, hết tiền rồi, ba mấy ngàn rồi. Bỏ vô đàng hoàng chưa? Thôi. Mẹ chỉ vô cái chỉ thôi, chứ không có lấy. Nghe không? Thôi nhiêu được rồi, trả lại cho cô đi. Cái đồ, cái đồ không có đồ chơi nữa ha. Có không chị? Cái chồng con ông nó có đồ chơi nữa hay gì mình? Không, kẹo mà cho thấy có hình xanh xanh với chắc là chỉ cái kẹo là mở kẹo ra thôi hả? À rồi thôi đi về nè con. Nè chuột chào cô con về. Chúc con gõ cha. Nè có chào cô về không? À. Chào về đến với con. Chào đến với con rồi chào cô con về. Chào cô con về. Phanh tay lại, phanh tay lại chào cô con về. Chào cô con về. Bye bye cô kìa. Bye bye cô. Rồi có biết thả tim với cô không? Có, con chưa mua con bánh nè. Thôi, một đống rồi còn bánh mà nữa. Thôi. Ăn bánh. Rồi trời, một đống mà còn chưa mua bánh mà thôi, vậy ăn kẹo rồi, khỏi ăn bánh đi. Rồi đó. Mua ăn bánh. Rồi đó, thấy chưa? Thấy chưa? Rồi nhảy. Rồi nhảy kìa con. Rồi nó thấy được bánh là nó nhảy. Trời ơi. Rồi con có hỏi cô bịch bánh bao nhiêu tiền chưa? Cô bịch bánh nhiêu tiền à? 6.000. Cô hỏi 6.000 kìa. Nè, trả cho cô 6.000 nè. Nè. Ủa trả đâu mà? Con mới lấy bịch nữa đó. 6.000.
Rồi, chú mình nó bánh nó có được bánh nhảy như mệt bánh. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi lấy bọc bỏ vô bọc đàng hoàng. Ủa cảm ơn. Bỏ vô bọc. Không, tiền đây là con lấy bịch bánh bỏ vô bọc luôn. Ủa, này cháu con đây. Con ngồi xuống mẹ chỉ cho con bỏ vô. Banh bịch bánh ra. Banh bịch bánh ra, banh ra. Nè, rồi bỏ vô. Rồi á. Rồi bỏ vô được chưa? À. Rồi á. Ở đây chú khỏi điện thoại giờ. Rồi. Rồi chưa? Rồi. Cầm cái quay nè, cầm cái quay này, cầm ngang đây. Rồi, cầm quay lại. Rồi đi về. Từ từ, đi em đây dắt tay cho qua lại. Dạ. Quà của chú ơi. Ông quà của chú thấy cái nó không? Cái mặt kìa. Nó có bánh ăn rồi nó xạo nó kìa kìa. Có biết chỗ vô đường xe mình đâu không? Xe mình đi. Phải không? Phải. Rồi. Đó. Nó có bánh ăn rồi nó đi nó lắc cái mông này nó èo nó ổng hèo kìa kìa. Ủa chỗ này đâu có xe mà. Ồ cái xe mình kìa. Phải không? Thấy chưa? Thấy xe mình chưa? Nó xe mình rồi. Đó, nó đi lại tới xe rồi. Tí rồi quên coi cái mặt kìa. Đó, treo đi. Treo được không? Được. Đó. Rồi. Treo rớt được đâu. Phải không? Rồi thôi con bé bay ông bà cô chú đi. Nè. Chuột. Các chiến thần sẽ đến bây giờ. Cuộc ba kèo là kèo ba mô. Một. Chú ban dầu và đồng mẹ tía. Chú ban ít. Rồi là hàng chi. Con lê lê. Trong hỏi kìa con biệt thì hỏi sợ chiếc xe cho xe trời quá cho 10 điểm rồi chưa rồi bé ban bà cô chú được chưa hai người bị điểm mày chở con cho con đi vô yên chơi đi rồi nó mới ra ngoài à nó con cho em cho nó 10 điểm nó mẹ ơi cái này con giỏi con cho con được 10 điểm mẹ chở con ra công viên chơi đi ông bà cô chú có nghe nó nói không em cần được 10 điểm mẹ chở con công viên đi chơi đi vậy đó hả rồi con đi chơi công viên con làm gì ngoài mà con đòi chơi công viên con chạy à ra công viên con chạy ra công viên con chạy mệt quá mẹ giữ không nổi mẹ chạy với con mẹ bắt con á ra công viên con chạy mệt quá làm sao mẹ gì mẹ chạy chở con nổi đúng không rồi thôi con mấy ba ông bà cô chú đi nè mấy ba bà chú chú đứng lên đàng hoàng mấy ba bà chú chú mấy ba bà chú chú trời trời nó mấy ba nó khốn nguyên nó cái này nó xạo lắm ông bà cô chú nè mấy ba đàng hoàng con cảm ơn đàng hoàng cảm ơn ông cảm bà. Ơn ông bà sao chú chú rồi sao vậy sao nữa các bạn rồi sao nữa cậu con ông hậu còn sao con lai gì nữa chú chú gì nữa chú chả gì nữa con gì làm gì có sữa uống gì uống sữa uống ngày mấy bịch uống ngày mấy bịch nó ông bà cô chú nghe coi hai bịch hai bịch phải không phải hai bịch không hai uống lần nó uống hai bịch mỗi lần nó kêu lấy sữa lấy cho nó hai bịch đi lúc trước lấy một bịch mà đổ cái đầu giờ nó kêu lấy cho nó hai bịch đi bà cô chú thấy nó giỏi không rồi đó thôi gọi cha nó có cái con Pikachu rồi nó gọi cha thôi cả nhà cha gọi con đi chơi học rồi nó đòi đi mua bánh rồi ta chở nó dắt mua bánh quay ra nó mua bánh cho bà cô chú xem các bạn xem nha nhớ cho mình một like nhé okay. Nó không bà cô chú phải cho nha xe em cái gì uống sữa cái này có kẹo không cái thợ đi chơi chu này có kẹo không mẹ